Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin giải trí. Lê Phương khẳng định chồng trẻ không ghen khi chụp ảnh thân thiết cùng Thanh Thức. Hóa thân thành đôi uyên ương trong ngày trọng đại, Lê Phương và Thanh Thức khiến nhiều người trầm trồ khi kết hợp ăn ý, góp phần tôn lên nét đẹp của áo dài truyền thống. Lê Phương và Thanh Thức cho biết rất hứng khởi khi làm mẫu áo dài cưới cùng nhà thiết kế Minh Châu chung tay gìn giữ giá trị truyền thống trong các nghi lễ của Việt Nam. Trong suốt quá trình chụp ảnh, cả hai phối hợp ăn ý và mang đến những bức ảnh đẹp. Thanh Thức chia sẻ, vì tôi và Lê Phương từng có thời gian hợp tác cùng nhau trong dự án Gạo Nếp Gạo Tẻ và những người bạn thân thiết ngoài đời nên không gặp quá nhiều khó khăn khi thực hiện bộ ảnh này. Hơn nữa, hai anh em cũng là những người có tình yêu dành cho áo dài nên luôn muốn góp phần lan tỏa tình yêu ấy đến với mọi người. Trong khi đó, với Lê Phương, bộ ảnh áo dài lần này cũng là lần hiếm hoi cô trở lại với công việc sau khi sinh con. Cô tiết lộ giảm được 30kg, có thể thấy thời điểm hiện tại, vóc dáng của nữ diễn viên thon gọn hơn. Điều đó giúp cô tự tin khi tạo dáng trước ống kính, chia sẻ về bí quyết lấy lại vóc dáng sau khi sinh. Người đẹp tiết lộ, thường xuyên ăn những món như salad, bông cải xanh, hải sản hấp, đồng thời hạn chế chất béo. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn kiên trì chạy bộ ở công viên hay xuất hiện đều đặn ở phòng tập gym gần nhà. Với tôi, dù giảm cân, song bản thân phải thật sự khỏe mạnh, tôi không dại dột giảm cân đến mức sức khỏe suy giảm, cô nói. Đồng thời, Lê Phương khẳng định ông xã không ghen khi cô có cử chỉ thân mật với bạn diễn trong lúc chụp ảnh. Cô chia sẻ khi hai người về một nhà, bản thân Trung Kiên cũng là nghệ sĩ nên thấu hiểu cho công việc của mình. Nữ diễn viên tâm sự, đó là điều tôi tự hào nhất. Thật ra làm nghệ thuật như tôi, tìm được một người hiểu mình rất khó. Vì vậy tôi thấy mình may mắn khi có ông xã như vậy. Anh luôn động viên và ủng hộ tôi trong các dự án. Miễn là bản thân tôi thấy thích và phù hợp với định hướng nghề nghiệp. Ngoài ra Lê Phương còn bật mí, ở nhà hai vợ chồng hay quan tâm chia sẻ nhau từng việc nhỏ nhất. Ví dụ như hai vợ chồng cứ ai đi ngủ trước là người đó sẽ bôi sẵn kem đánh răng và bàn chải cho người kia. Tôi làm cái gì chồng cũng cảm ơn và lúc nào cũng gọi tôi là vợ yêu. Đó là những điều nhỏ bé để giữ hạnh phúc mà không phải vợ chồng nào cũng duy trì được. Nữ diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ hạnh phúc khoe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.